Nga cần suy nghĩ lại về mối quan hệ với Liên Âu và NATO, tin từ mặt tư khoa. Ngoại trưởng Nga ông Sergei Lavrov hôm nay đã nói rằng Nga cần suy nghĩ lại về mối quan hệ với Liên minh châu Âu và NATO trong bối cảnh đang có sự khác biệt sâu sắc về vấn đề Ukraine. Tại một cuộc họp báo sau cuộc họp với Ngoại trưởng Slovakia, ông Lavrov đã nói rằng vấn đề quan trọng nhất vào lúc này là ngăn chặn các hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine và các đại diện của tổ chức OSCE ở Ukraine phải hành động như những người trung gian để thảo luận về cách làm dịu tình hình căng thẳng. Ngoại trưởng Slovakia, ông Lajčák đã nhấn mạnh rằng sẽ không thể có một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine nếu không có sự tham gia của Nga. Ông Lavrov hôm nay cũng đã nói rằng thỏa thuận của Slovakia cho phép đổi ngược dòng chảy của khí đốt đến Ukraine từ châu Âu, không vi phạm các thỏa thuận với Nga. Ukraine đã tìm cách mua khí đốt từ châu Âu thông qua Slovakia sau khi Nga gia tăng gần gấp đôi giá khí đốt bán cho Kiev.